đồng mà cho đôi loan điều trần. Tình trạng em bao tin nguyên bản hoàn toàn cho các bác cùng anh em. Tôi lính trần. Mời các bác cùng anh em tham khảo chân âm trước. Sau đó em sẽ quay vào lôi thất. Đây là em chỉ test có một chiếc để các bác trải nghiệm cảm nhận. Chân âm đang rất là hay. Năm miền xa thương yêu khắc hoài, bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm. B và virus có mã số K8, đây là bản thứ hai đời nâng cấp và bản này công suất trên 1000W, một kênh nội trở 8 ôm, dòng đẩy size 2U, chạy mạch class AB, đời mạch nâng cấp các bác nhé, công suất rất khỏe, rất hay, rất bền, giá 7.8 đúng không ạ? Trên lưng tiếng Pareo, chiếc vang số GD và mic không dây BBS F329GS, đây đều là sản phẩm có tên tuổi, có chất lượng, có độ bền và giá thành vừa phải. Không bị đẩy giá, không lưu nhé, sản phẩm này không bị đẩy giá, có nghĩa là giá của nó ổn định, hợp lý, bao nhiêu năm vẫn thế. Và bây giờ mời toàn thể các bác sẽ quan tâm đôi loa nhiều hơn, đôi loa 2 bát 40, mã số RZX125, 2 bát 40, từ 17 các bác nhé, từ 17, những đôi loa hàng bãi xịn thương hiệu của Mỹ, giá 17 triệu đồng. Đôi loa này em bán phải nói là giá rất hợp lý. Mời các bác của anh em. Tình trạng trước tiên em phải nói là bao zin nguyên bản hoàn toàn, bát, tép. Đấy, bao zin cả tép các bác nhá, tép này, bao zin bát này. Đấy, mà các bác nhìn những đôi loa của Mỹ thì các bác xem. Các bác thân mến, để các bác có thể kiểm chứng được những cái dòng loa chuẩn và những dòng loa đắt tiền và những dòng loa thực sự nó hay và nó chất, thì các bác kiểm chứng những cái dòng loa xịn của Mỹ cái đã, đúng không ạ? Cái loa này nó sản xuất chắc chắn là phải trước năm 2000 rồi, năm 1900 hồi đó các bác nhá, còn chín mấy thì kệ nó, đúng không ạ? Mà đến giờ phút này hơn 20 năm ở trên thị trường, nhưng các bác hãy xem này, các sát từ này, đúng không ạ? Những cái dòng loa xịn các bác nhá, những dòng loa xịn ví dụ như là những dòng loa B3 hàng xịn, đúng không ạ? Thì nó sản xuất Trung Quốc đi, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng là một thương hiệu thật sự, thì đến bây giờ thép của nó cũng vẫn là đẹp các bác nhá, bao nhiêu năm thép nó vẫn còn đẹp. Còn những cái dòng loa các bác, những dòng loa thứ nhất là loa bát rời mà hay đóng ở Việt Nam đấy ạ, thì các bác ơi chỉ khoảng 6 tháng rồi, cái này này nó xỉn các bác nhá, nó xỉn hết đấy. Còn những dòng loa Trung Quốc các bác thì được 1-2 năm là nó xỉn đấy. Còn những dòng loa xịn các bác thôi, thì bây giờ các bác có thể là các bác nghe qua điện thoại hoặc là được giới thiệu ABCD gì đó, đúng không ạ? Thì các bác không biết một cái gì cả, mở ra ai cũng bảo là đồ xịn, đồ đẹp, đúng không? Thôi, quan trọng bây giờ các bác bảo như này này, qua vài năm sử dụng nó có được bóng như thế này hay không, hay là nó lại thành sắt vụn rồi, nó han gì rồi, đúng không các bác? Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà những cái dòng loa mà để anh em bắn màu ấy, những cái dòng loa lên màu, ví dụ loa Boss, loa Boss của Mỹ đấy các bạn, đấy, nhiều lúc giờ sơn nó bạc hết rồi, anh em bắn màu vào, đúng không ạ? Gọi là lên màu loa phun BU chẳng hạn, đúng không? Không quá 6 tháng đến 1 năm nó trở lại cái màu như cũ các bạn. Nhìn nó điêu lắm, xấu lắm. Đấy. Còn các bác thân mến, là nếu mà nói về loa bây giờ ai giới thiệu là loa đẹp, đúng không? Thì các bác cứ nhìn chất của nó, đúng không ạ? Mấy chục năm rồi nó vẫn cứ đẹp mà, loa xịn, đúng không nhá? Còn về cái vấn đề mà hàng xịn, gọi là hàng châu Âu ấy các bác, thì em biết rằng có rất nhiều các bác cũng rất máu chơi, nhưng sợ các bác không mua được đồ châu Âu mà giá tiền này là châu Âu. Ok chưa? Nói tóm lại, lúc này em bán 17 triệu là giá em cảm thấy rất là hợp lý, 2 bát 40 thôi nhá, 2 bát 40. Loa còn rất đẹp,
tình trạng là em nói lại là bao zin nguyên bản bát đấy, tép phân tần là zin hết các bác nhá. Bát tép phân tần là bao zin hết cho các bác của anh em. Hơi tối quá nhỉ đúng không? Các bác ngắm nhìn. Đấy, ok chưa? Đấy, phân tần ở đây. Em chỉ có một đôi duy nhất thôi các bác nhá. Một đôi duy nhất, không còn đôi thứ hai. Chất âm thì các bác vừa được nghe đúng không? Em chỉ test có mỗi một chiếc thôi, không test nhiều. Bán cái gì test đúng cái đấy đúng không ạ? Và nói là nó có sự thật, em bán hàng nó nguyên tắc là như vậy. Các bác có nhu cầu muốn sở hữu đôi loa này, một đôi duy nhất các bác nhé, liên hệ cho em qua các số máy hỗ trợ trả góp cho các bác của anh em. Địa chỉ cửa hàng tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và em xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.